cô Lanh nói, tiền như nước mưa. Anh chị ạ, các anh chị comment đi ạ. Tiền như nước mưa, nhiều lắm luôn ấy. Quan trọng cái bể của các anh chị rộng bao nhiêu và sâu bao nhiêu. Tức là cái bể giá trị của các anh chị rộng bao nhiêu và sâu bao nhiêu, để mình có thể kiếm được tiền, mình có thể hứng được tiền. Còn cơ hội thì nhiều lắm luôn ấy, rất rất nhiều. Và đừng bao giờ nghĩ rằng phải có tiền rồi mới đi tìm cơ hội. Bởi vì mình không có nên mình mới phải đi tìm. Mình không có nên mình mới phải nâng cấp bản thân mình mỗi ngày.